Thưa quý khán giả, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay, tại một số chợ vẫn còn tình trạng tiểu thương kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường để bày bán hàng hóa, gây cản trở giao thông, mất trật tự và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Và trước tình hình này thì Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch vận động, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo ban quản lý chợ và các công ty đầu tư chợ trên địa bàn xây dựng hình ảnh chợ luôn sạch đẹp nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham quan mua sắm của người dân và khách du lịch. Bên cạnh đó, thường xuyên nhắc nhở các tiểu thương thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm bán trong chợ theo quy định. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương tập trung rác theo điểm quy định để thuận tiện cho việc thu gom và xử lý hết rác trong chợ mỗi ngày. Không để ứ động nước thải trên các lối đi trong chợ, lối lên xuống ra vào chợ. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở tiểu thương niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết các mặt hàng mình kinh doanh.